Hà Kiều Trang, sinh năm 1998, còn được gọi với biệt danh Trang Banana, là một trong số những hot girl, nữ streamer được cộng đồng game thủ Việt ưu ái. Không giống với những cô nàng streamer nóng bỏng khác, Trang Banana lại gây ấn tượng bởi tính cách ngáo ngơ, vô cùng đáng yêu. Thời mới vào nghề, cô nàng đã tạo ra được một cộng đồng người hâm mộ đông đảo khi tích cực tham gia hàng loạt clip hài triệu view trên mạng xã hội và tạo được dấu ấn trong lòng người xem. Xuất phát điểm là nữ sinh viên y dược dám sống nhiệt huyết với đam mê của mình, trang banana bước chân vào giới thị phi ồn ào, vừa làm streamer, vừa diễn xuất, nhưng quyết giữ vẻ ngây thơ vốn có của mình và khẳng định sẽ không xa ngã. Sau hơn 2 năm gây dựng tên tuổi, nữ streamer này có được chỗ đứng nhất định trong lòng người hâm mộ. Ngoài công việc livestream game, bóng hồng này cũng nhận được nhiều hợp đồng diễn xuất, quảng cáo, thu nhập của trang ổn định hơn nhiều thời mới vào nghề. Bên cạnh đó, Do tính chất công việc hiện tại, Kiều Trang đã khác nhiều so với hai năm trước. Thay vì phong cách năng động, trẻ con giờ đây nữ streamer đã chững trạc hơn nhiều. Đặc biệt với bộ hình mới đây đăng tải trên Facebook cá nhân, cô nàng đã khiến fan không khỏi bất ngờ với màn xé kén, nhộng hóa ngài đầy ấn tượng. Trang banana của năm 2021 đầm thắm, nụt nà, tinh khôi và nền nã bên cạnh sen trắng. Nữ streamer kín đáo khoe nét quý nhũ. Nữ streamer 21 tuổi thay đổi diện mạo hoàn toàn, nhan sắc được xếp vào cực phẩm. Với lần tái xuất này, Phan không ngần ngại dành tặng cho cô điểm 10, đồng thời gửi những lời chúc cho cô nàng tiếp tục phát huy được tinh thần tích cực này trong thời gian tới.